Xin chào tất cả anh em. Chào mừng mọi người quay trở lại với video tiếp theo của Mạnh này. Thì ngày hôm nay là Mạnh lại có cái video đó là cái xúc đất lên một cái ô tô. Cụ thể hơn đó là con ba chân này khoảng 13-14 khối đây. Nếu cơi đầy thùng thì nó phải hơn đấy các bạn nhá. Thì xúc ô tô ấy, thì như hiện tại Mạnh là đang dùng xúc bằng cái gầu là gầu bằng. Đấy, gầu bằng này xúc thì nó to, nó nhanh đúng không ạ? Nhưng mà nhược điểm của nó là một cái là nó không thể xúc được cái rác này. Xúc những cái rác này rất là vướng này. Tại vì nó không có răng, nó khó bấm này. Nhưng vẫn xúc được, nhưng ý là nó không được đầy gầu thôi. Đấy. Vậy thì xúc nó như thế nào? Bây giờ nhá, để các bạn khi mà đứng xúc như vậy thì mình phải lựa cái thế. Lựa cái thế làm sao mà đừng có quay một vòng, ví dụ như là đây nhá, nó quay hẳn một vòng tròn như vậy thì không được rồi đúng không ạ? Mình phải quay này, đứng như vậy này, quay lên sang kia còn chưa được một nửa vòng nữa. Đấy, 1/4 của vòng, rất là nhanh. Đấy. Thì có rất nhiều cách xúc. Mình bây giờ mình xúc thì mình có thể là nếu mà như thế này thì mình có thể xúc ở đổ ở giữa trước này các bạn này, đổ ở giữa này trước này. Đấy. Hoặc là như sau, hoặc là bạn có thể đổ lên đầu, đỉnh đầu. Đây, bạn phải đổ tận đỉnh đầu như này. Đó, đây. Đổ tận đỉnh đầu vậy. Khi đổ đầy đỉnh đầu rồi thì mình cứ đổ vậy, đổ dần dần từ đấy đổ xuống. Đó. Đây. Cứ đổ về nha, từ đỉnh đầu đổ xuống. Cũng được. Cái cách xúc là khá đơn giản thôi. Nhiều anh em hỏi anh ơi, anh làm video là về là cách xúc lên ô tô. Thì đây, hướng dẫn cho anh em một cách đơn giản như sau. Đầu tiên ấy, thì cái việc đầu tiên bao giờ là mình phải phụng xúc được gầu đất rồi đã đúng không? Có hai cách. Gầu thì các anh em không cần nên đóng hết cỡ như vậy đâu. Đó, không ai đóng hết cỡ và gầu này xấu lắm đâu. Mình chỉ đóng vừa tầm ấy này, các bạn có thể nâng này, nâng lên nhẹ một tí thôi, tầm một này thôi. Bắt đầu là vừa quay này, vừa nâng cần dần này. Đó, đến đây là nâng nhiều hơn này và bung cần ra này. Đó, được chưa? Đấy, là đổ thôi, là rất là đẹp. Đấy, nó dễ thôi. Đây, như sau. Đây nha, ví dụ như các bạn đã xúc được cầu vậy rồi đúng không? Các bạn nâng cần lên này, nâng cần lên nhẹ này. Đúng không? Nâng nhẹ thôi, đừng nâng hết cỡ vậy. Đó, đừng nâng hết cỡ nha. Chỉ là nâng nhẹ thôi. Đấy, người ta gọi là nâng khoảng một nửa cái cần nâng thôi chẳng hạn. Nha. Thì đây, mình xúc vậy rồi đúng không ạ? Mình nâng nhẹ này, nâng đến vừa tầm như thế này rồi, mình vừa quay này, vừa quay bắt đầu vừa quay vừa nâng này. Đấy, vừa quay vừa nâng đến gần này các bạn này, bung gần ra này, bung cùi chỏ ra này, quay qua nhẹ này. Đấy. Đó, thấy không? Là đổ nó lên thùng. Đấy là cách rất đơn giản. Thì cái xúc xe ô tô này thì nó chỉ cần có cái yêu cầu đó là gì? Đó là mình phải tạo cho mình cái thế để giao xúc cũng nhanh nhất có thể, để đỡ phải quay nhiều. Thì tất nhiên cái thế là gì? Cái thế là ví dụ như chỗ này là cái đường này là đường nhựa, đường rộng, đường bằng, thoải mái rồi. Thì đường rộng, đường bằng, thoải mái rồi thì nó sẽ thích đứng như thế nào thì đứng đúng không ạ? Nhưng mà đối với những cái đường đất, đường đá, đường hẹp hay đường gì đấy ấy, thì bắt buộc là phải đậu gần rồi à, hoặc là đậu quay một vòng tròn rồi đúng không ạ? Đấy, thì nó lại như thế. Chứ không phải cứ nhất thiết là bắt buộc phải đậu như vậy. Tức là mình vừa nói là tùy từng thế máy mình đứng đúng không ạ? Đây, hiện tại tôi có mang hai gầu, tôi chỉ xúc một cái gầu thôi. Đó. Thì đấy, mình xúc này, vừa quay vừa nâng các bạn này, thấy không? Đến đây hạ xuống. Ví dụ như bây giờ là xe ô tô nó vừa đậu lại, mà nó đậu lại như thế rồi thì mình với nó sẽ xa hơn một tí. Thì đây, như sau, bạn xúc như thế này nhá. Này, quặp cầu vào một tí này, nâng nhẹ lên này. Đấy, nâng nhẹ này, vừa quay vừa nâng này, vừa quay vừa nâng này. Đến gần nâng cao, nâng mạnh hơn tí, bung gần ra này. Qua thùng, vừa chớm qua thùng như thế này các bạn phải hạ xuống bung gần ra. Đó, thế là đẹp. Chứ không phải là mình làm nó theo kiểu từng động tác một, là cứ nâng lên xong mới quay rồi mới đổ. Ví dụ không ai đi làm là có thể nâng tự nhiên nâng như vậy này. Đấy, xong bắt đầu mới đến đây mới quay như vậy này, xong đến đây mới lại nâng vậy này, xong mới lại bung gần ra như vậy là không là sai đúng không ạ? Đấy, tức là mình phải phối hợp 2-3 động tác vào với nhau. Đấy, đấy nha, cái gầu của mình đây nha, cẩn thận nha, tí lại xúc lên đổ ô tô luôn này, là nó mang đi bán luôn đấy. Đấy, đây. Đấy, xúc này.
chưa? Vừa quay vừa nâng cần này, hạ cần xuống này, bung cần ra này, mở gầu luôn, đồng thời mở gầu luôn. Đây, thao tác của nó sẽ như sau này. Rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Đây nha, nâng này, vừa nâng vừa quay này, đến gần nơi bung cần ra này, hạ cần xuống này, mở gầu ra, bung cần trỏ, đó, thấy chưa, đẩy. Đó, những chỗ này cao quá bạn có đẩy ra, đẩy ra và đó, đẩy chưa. Đấy, đơn giản thôi. Đấy, thì mình có cái đống rác như thế này, mình cứ xúc lần lượt đi, mình xúc lần lượt sao từ đây lên trên. Đấy, xe nó không tới thì bắt nó lùi lại. Đấy, thì ở đây nó toàn cái rác mảnh xanh này các bạn này. Khi các bạn xúc vào lam vậy này, các bạn hạn chế kéo mạnh vào, tới tầm này các bạn nhả ra này, kéo ra này. Đó, thì nó sẽ sạt hết cái đất xuống, nó không vào cái ben của mình không lát nữa nha. Đất rồi đá rồi thủy tinh nó rơi vào cái nâng ben ấy, mình lại phải xuống nhặt từng cái một ra, rất là khó đúng không ạ? Đấy, nên là mình chú ý này, đừng xúc vậy này, nó chạm vào ben này. Đấy, móc ra này, được chưa? Đấy, ở đây thủy tinh, thủy tiết nhiều, nên là khi anh em xúc tới cái mặt đất rồi có thể đào sâu thêm một tí đi để cho nó khỏi có thủy tinh này, rất là lắm thủy tinh luôn. Đấy, rất là lắm thủy tinh như thế này nên anh em xúc là phải bấm sâu nó tí tới lớp đất, không là lốp liếc đi vào thùng này. Đây nha, khi đổ các bạn đổ cái căn này cứ giữa thùng đổ nó tràn ra là vừa này. Đó, thấy chưa? Đấy, sau khi đổ như vậy rồi mà cảm giác là đầy rồi, bên cái bên mé bên kia là nó đầy rồi, thì bắt đầu mình lại đổ giật lùi ra phía đằng sau đuôi thùng. Đây, đổ giật lùi ra phía sau đuôi thùng nha. Đây, đổ đây. Các bạn lưu ý nha, đừng đổ sát bên này trước, đổ lùi sang bên này một tí này. Đấy, tại vì bên đấy là nhiều người chưa căn được, thì nó tốt nhất là các bạn nên đổ quá sang bên đấy một tí, đổ quá sang bên đấy thì để lát nữa ấy, mình đổ ở giữa nó tràn xuống thêm một tí nữa là vừa đủ, chứ bỏ bên này nhiều quá hay lát nữa bên này nó không đủ đâu, bên đấy lại thiếu này. Đấy, ví dụ nha, mình đẩy hết cỡ này, hết cỡ gần sang bên này tí này, mở này. Đấy, không thể ra ngoài bên kia ở đâu, tại vì gầu nó vẫn đang nằm trong cùng cơ. Đấy, đấy, tiếp tục nha, mình cứ xúc như thế này. Đấy, bây giờ mình tiếp tục thôi, cứ xúc tầm đấy rồi nha. Đây, lại tiếp tục đổ đây, đổ từ đầu này này, lấn xuống dần là tự khắc nó xe ô tô nó sẽ tự đầy và được một cái mặt bằng đẹp. Đấy, mặt bằng ở trên xe ấy. Đấy, rất nhiều người xúc xe còn chậm. Đấy, nhiều khi nhìn thấy video anh em bảo là tại sao xúc chậm vậy, thì đây mình cứ từ từ mình xúc thôi, không quan trọng mình xúc nhanh làm gì, đúng không? Đấy, vừa quay vừa nâng mình tính toán được này, thấy chưa? Đổ này, thích thì giải thêm tí này là nó đều. Đấy, như vậy là rất là đều cho cái xe của mình nó chạy, vừa không rơi ra ngoài đường này, mình lại không phải không đổ rơi ra ngoài đường thì tí nữa mình sẽ không phải gom góp nhiều đó. Đấy, đây, thực ra xe rác nhìn nó cao vậy thôi nhưng mà thực ra nó chở rất nhẹ, nhìn nó chở nhẹ mà, tại vì rác đây, còn rác đây nó nhẹ mà. Đấy, đây, cho tu tivi tủ lạnh đây này lên trước đi. Đấy, không xúc được thì các bạn có thể đẩy ngược lại. Đấy, nó toàn rác mà cái gầu răng này xúc không có răng nên là xúc nó hay bị trôi ra, nó không bấm vào cỏ được, đúng không? Đấy, đây, đúng như vậy nha, được chưa? Đấy, các bạn đổ lại, đổ lần lượt từ đây xuống tới đít. Đấy, nếu cảm thấy máy của mình đứng đứng mà gần thùng quá không được thì mình có thể chống vậy, dê máy qua bên này tí, được chưa? Đấy, chống dê máy tí rồi mình lùi lại. Đấy, lùi lại nha. Đấy, lùi lại rồi sẽ hot được cái gì thì hot thôi. Thì cái này không biết là trong một xe thôi, còn họ yêu cầu xúc xe thì mình xúc tiếp, phải không ạ? Gầu bằng xúc rất là nhanh, một ngoạng người phát ra đây gần đầy rồi. Đấy, đó, bạn thấy không, thì chắc xúc hết gần một xe này chắc gần hết, còn có chất được thì chất, chả chất được thì thôi. Đó, đây nha, bạn thấy chưa? Đấy, đấy, cứ chất lần lượt từ đầu chất xuống thì nó sẽ đều cái xe. Đấy, chỗ này thiếu bù thêm cho nó một tí vào này, được chưa? Thì đây nó toàn cỏ thôi, mà có một cỏ ít thủy tinh thôi mà đây họ đang xả giáp cửa bãi chỗ này nên là nhìn nó rất là
khó đúng không? Đây. Thấy chưa? Đấy, mình tiếp tục đổ ít. Vậy là loanh quanh nãy loanh quanh là tưởng là xúc hai xe nhưng mà cuối cùng bây giờ gom như thế này là cuối cùng là cũng hết rồi đấy các bạn ạ. Đấy, nó chỉ còn dính một tí thôi, nó chẳng còn dính nhiều đâu. Đấy, đây. Đấy, nó chỉ còn dính thôi. À, dính vào đây, chỉ còn dính một tí này thôi. Đấy, còn tí này thì tranh thủ gom nốt lên xe cho họ luôn. Nãy là từng tưởng hai xe nhưng mà nhìn nó xồ xồ vậy mà cũng không có xe thôi. Đấy, sau cái đuôi này anh em này, cái đuôi này nó rộng, góc rất là rộng, anh em đẩy hết cần ra cho mình như vậy này. Đấy, đổ hẳn sang bên này luôn. Đó, đổ hẳn sang bên đấy như vậy rồi. Thì bây giờ thì nó sẽ đủ ở bên đấy. Thì bây giờ mình mới bỏ ở bên này, đúng không ạ? Thường cái góc đuôi nó rất là rộng, mình không bỏ dưới đuôi đâu. Nhưng mà thực ra cái đuôi nó rộng lắm, tha hồ bỏ luôn. Đấy, bỏ này. Đấy, cứ đổ hẳn sang bên đấy luôn. Không ra bên kia được đâu mà. Nhiều anh em xúc cứ bảo không quen, căn sợ đổ ra ngoài. Không ra ở đâu, thoải mái luôn. Đấy. Đây. Thấy chưa? Cái đuôi này vậy thôi trông nó rất là rộng. Đó. Đuôi này trông nó rất là rộng đây. Thoải mái luôn. Đấy. Thấy không các bạn? Sau khi xúc như vậy rồi là bắt đầu đã mặt bằng nó tương đối rồi. Đấy, là đã gần hết rồi. Bây giờ là mình sẽ chuyển lên xúc thêm một cái chỗ, một hai miếng gạch này nữa là xong. Đây, xúc thêm cho người ta một hai cái miếng gạch này nữa là coi như là hết luôn. Là mình có cái mặt bằng sạch đẹp luôn. Đấy. Đây, hôm nay toàn kính này. Đây, chỗ này toàn kính thôi nên bắt buộc mình phải gom sao cẩn thận này. Đây, kính này. Toàn kính là kính rồi. Đấy, đây kiểu là một cái bãi rác đây mà. Họ cứ đổ kính cái các thứ bừa ra đây này. Đấy này. Xúc này, các bạn đổ ngang này. Đấy chưa? Đấy, đổ ngang này. Đấy, còn cái gì gom nốt lên cho người ta là ok. Đấy, nó sạch sẽ và nó đẹp. Thì lần sau người ta mới gọi máy mình được. À thì thôi bây giờ là ô tô đã đẩy xe rồi các bạn ạ. Thì bây giờ là họ chuẩn bị đi đâu. Đấy. Không chuẩn là hết chỗ này rồi ạ. Ít thì cho nó gỗ ăn. Đấy, thì như vậy là vừa rồi là mình đã thành xúc xong, dẫn cho anh em xong là một số ít nhỏ nhỏ kinh nghiệm để xúc đất lên ô tô. Đấy, vậy thì cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Nhớ like, subscribe, chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại anh em ở các video lần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.